Hôm nay chương trình này là đi du lịch bằng xe buýt ở thành phố Hồ Chí Minh. Lần này chuyến Suba. Các bạn nhớ ra chơi không? Shizuke chờ chương trình này khi dịch Corona nên chúng tôi không thể đi du lịch bằng xe buýt. Shizuke cảm thấy rất vui. Bắt đầu đi du lịch bằng xe buýt nhé. Đầu tiên là Lạc Sĩ Ngào. Số 8. Số 8 ở đâu? Nhà hát Sài Gòn. Ok, chúng tôi xuống ở nhà hát Sài Gòn nè. Ok, đi đi đi. Nhà hát Sài Gòn trong giải chưa đẻ. Còn phải lối chiều một quán cà phê. Thử thách này là rất là dễ. Đường Lê Thanh Tôn là khu vực Nhật Bản nè, người Nhật thường đi đến đây. Shizuke cũng biết gần đây. Ok, Shizuke giới thiệu một quán cà phê. Ngon. Mọ, よろしくね. Ngao Nhi là Shizuke tìm ra quán cà phê này. Kiểu không có cà phê à? Nhưng mà đi nè, tặng thai. Đi vào nha. Tiền cà phê. Nhà cũ. Cái nào đây? Cũ nhà. Khi là khi vào chung cư này thì rất đáng sợ. Nhưng mà tại sao chị sẽ chuyển vào chung cư này và tại sao đến cà phê này? Khi chị sẽ đi bộ trên đường thì chị sẽ kiếm ra khai trương quán cà phê. Nên chị sẽ biết thì đi đến quán cà phê này. Bây giờ quán cà phê này sửa chữa để giới thiệu quán cà phê này. Trên sẽ giới thiệu kiếm cà phê khác này. Và tiếp theo đi đâu? Tiếp theo trên sẽ giới thiệu quán cà phê Phong Cà Phê. Phong Cà Phê là nổi tiếng nè. Người Việt Nam cũng thích Phong Cà Phê. Ở con cà phê nào cũng rất ngào nên Shizuke cũng thường đi uống cà phê ở con cà phê. Cô Shizuke thường mua ở siêu thị Annam Market vì có nhiều rào an toàn nè, người Nhật mua ở đây. Tối rồi. Sữa chua cà phê.
quê nhà bạn cũng biết sữa chua cà phê quy sắc công ty du lịch được biết sữa chua cà phê nên người Nhật và người Hàn Quốc cũng biết sữa chua cà phê chỉ sự kiện rất rất thích sữa chua cà phê chua ngọt là cái con cà phê được xây dựng ở Hà Nội bây giờ là ở Hàn Quốc cũng có chỉ nhà ok chào mọi người là không cần đi du lịch Việt Nam tại vì là nếu đi du lịch Hàn Quốc thì có thể uống được nha không chỉ là cái hy vọng người Nhật Bản đến Việt Nam để uống cà phê sữa chua ngon lắm chỉ còn con cà phê là chỉ ở Việt Nam thôi không là quán con cà phê Hàn Quốc là cái gì vậy dạ bằng dạ bằng ok tiếp theo chỉ là cái lạc sĩ nhau ô số nam số nam là nhà thổ than đi 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 trời hết mưa rồi đi vào rừng nè trong nhảy chưa đẻ Shinsuke mong trong chưa đẻ nơi Instagram khổ rồi nè bạn thấy rồi tiêu về quà của Việt Nam cũng dễ nè dễ nhưng mà gần đây có không bên kia có chỗ thân thiện nên chắc chắn có thật ra là chỉ sự kê thật ra là 3 năm trước chỉ sự kê sống ở nơi gần đây nên chỉ sự kê thương đi xương quang chắc chắn có quá tầm Việt Nam để tiếp hả yes ở đây là chờ nè chắc là không có quà Việt Nam nè thì sự kiện có hạt điều Việt Nam hạt điều Việt Nam là bảng xếp hàng trên đây rồi số 1 rất là nổi tiếng hát như Việt Nam ở Châu Thanh Diên rất là nổi tiếng yeah, Việt Nam là nổi tiếng này Vì Nhà Bán thường đi mua ở đây Tìm ra hát điểm mỗi người mỗi thân hạt điều Việt Nam hạt điều Việt Nam ngon nhất trên thế giới nhỉ đúng rồi đúng hả vàng cái này vàng. Xem ram và vàng xem nhỉ ừ nó như quả trứng là như bữa hổ kẹt ram là giống như sao nhé cái bao zip cho nó ram là vàng là ngon nhất là cái gì ngon hơn nhỉ hạt điều ngon hạt điều ngon điều bổ được à cái này ngon
Amman đó. Thang nhỏ. À, rồi đấy cả. Amman. Thang thang nhang. Thang nhang thì thang nhang. Thang nhang. Nhang. Thang nhang. Thang nhang. Thang nhang. Thang nhang. Đúng rồi. Nhang này là nhang. Nhang nhang. 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 Sai hả? Nhang. Sai. Thang nhang. Wow. Thế à? Oh, 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 cảm ơn chị. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại nha. Bye bye. Mua hết điều rồi. 100 gram 20 tháng. Cái này là một ký là 280. À. Là quài là 300. Ít. Một ký. Yeah. 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 Shinsuke visit party. Shinsuke ponte an party unai. That's so. Shinsuke moa party unai. Shinsuke tan wa party jo an kazu. Yeah. Yeah. Party. Hong Kong. Hey, so. Hong Kong. Kazu dick party. Hong Kong là ok. Hong Kong. Hong Kong. Cái này là hát điều rồi. Hong Kong. Giờ, chị sẽ quay lại chỗ chị hả? Mua thêm nè. Mua thêm? Mua thêm Hong Kong. Chỗ cả thế nha. Chị sẽ kể tặng cho các bạn nè. Hong Kong. Các bạn đứng Hong Kong. Chắc chắn. Chắc chắn mua hát điều nè. Hong Kong lấy. Mua không? Các bạn mua hát điều không? Không. Hai biết comment rồi nè. Làm cho là ra cho, phải là tao mấy đầu vậy. Đổ tao mấy là đổ mẹ. Được rồi. Tiếp theo là ở đâu? Chào mừng bón xoài Nguyễn Thái Sơn. Ok. Đi xa nè. Quán gỗ bắp. Ý? Quán gỗ bắp. Gỗ bắp hả? Gần sân bay. Quán số 3 là đi qua quán Hữu Nhân. Trên đời không dùng Hữu Nhân. Em hỏi chị. Cái đó là hỏi tiếng.